Mưa rồi, nặng rồi mưa. Dạ, dự báo ngày hôm nay mưa. Và vừa có một trổ mưa diễn ra. Rồi lại tầm nặng lại hè lên. Đó, bầu trời rất là khó chịu. Trời. Mưa nặng nặng mưa đó. Dự báo từ 30, 31, mùng 1, 2, ngày 3, qua đầu tháng 11 luôn thì Huế mưa lớn nhé mọi người. Dạ, và ngày hôm nay là ngày 30 đây. Bây giờ hiện tại là Huế còn đang nặng mưa tại khu vực trung tâm thành phố. Và được biết thì các cái khu vực mà Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, mưa rất là lớn luôn. Dạ, có nhiều thông tin em nghe làm còn cùng nghi luôn, mưa lớn. Dạ, thì đó là mưa từng vùng đó. Hiện tại khu vực trung tâm thành phố thì có một trò mưa rồi lại dinh. Đây là một trong những nọ kiệt bài khi lắng. Có những cái lo lửa, mùa mưa đi ngang thấy lo lửa là ấm đó. Nọ kiệt khi lắng, kiệt 271 từ Nguyễn Chí Thanh không ra Chi Lăng. Vừa dứt cơn mưa thì em ghi hình cho bà con biết trời nó vừa hè nặng lên. Lúc này cũng 11 giờ trưa mọi người. Đó, bầu trời bầu trời mùa này đó. Phố cổ Chi Lăng. Đó, dì xách giỏ đi chờ tạnh mưa đó. Ở đây là chắc chờ chờ côn quá. Yeah. Nếu đi ngược lại sau lưng chúng ta thì sẽ về chạy dính cuối đường. Ở đây chờ côn thì lên hướng Đông Ba. Chờ có một nhà đẹp chứ. Lâu lâu đi ngập nhà ngập cửa ba con. Hàng quán ở Chi Lăng luôn luôn có người số bồ tấp nập lui tới đó. Dạ, à đây chợ côn phường Gia Hội. Đó, mưa rồi đó ba con, che dù che bạc nặng này giờ dù giờ bạc ra. Chợ côn nặng lên rất là khó chịu. Hồi xưa phường Phục Cát bây giờ là chuyển thành Gia Hội hết rồi. Dạ, cách đây mấy tháng trước bà con đi ngang đây thì sẽ thấy là chợ côn phường Phục Cát. Bây giờ chợ côn phường Gia Hội. Đó, nặng lên rất là khó chịu luôn. Nặng cái là gắt. Dạ, 27-28 độ C. Đó, nặng lên cái là đường xã nó tiếp khô ráo lại đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì không dự báo được điều chi đâu mọi người, vì là mưa lớn nữa. Đó, cả huyện thì bây giờ hiện tại mưa có vùng mưa rất là lớn. Mấy thành Huế thì cũng mưa rất tạnh. Nói chung là khu vực trung tâm thành phố mưa nhỏ hơn đó. Và đợt mưa này kéo dài cũng 30, 31, 1, 2 còn 5 ngày. Và qua ngày 3 tháng 11 trở lên bắt đầu mình giảm đợt mưa này.
kết thúc đợt mưa này đó. Từng đợt như vậy đó. Không mưa ở trung tâm thành phố thì mưa cả cái vùng hạ du thì cũng bà con cũng nên cập nhật để biết thôi. Mưa kéo dài 3-4 ngày thì về nguy cơ sạt lở ngập nước, vì là trong những đợt trước mưa đã nhiều rồi, chứ đất đã thấm rồi. Cập nhật để biết thôi là mưa gió nó ập về rồi có những nguy cơ sạt lở này kia xảy ra. Thông tin bây giờ cũng nhanh, mạng cộng đồng đều có đăng nhập cập nhật liên tục để bà con biết và phòng tránh phòng ngừa. Hướng nắng bên dòng Đông Ba. Dòng sông này bây giờ nó ngả màu, một cái màu vàng nhạt. Đây là hàng bè đường Huỳnh Thúc Kháng mọi người nha. Khi em qua gia hội về, qua cầu gia hội về hướng dọc theo sông Đông Ba. Sắc vàng tan quyển, nhà có đám tang đó. Như vậy là mưa đã tầm giờ gần trưa thì tầm mưa sáng tầm 90 giờ mà mưa có 11 giờ tầm cũng có nơi là mù đó. Trong ba này cửa hàng cửa hóa rất là nhiều kiểu dạng thay đổi. Chè hẹp Cúng Đình đặc sản đó. Đi một vòng để thăm Huế, thăm bà con, vì ngày hôm nay dự báo mưa cho nên là mọi thứ cũng đã có sự thay đổi trên đường. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần nữa, thông tin nghe mưa thì bà con cũng chủ động. Đây là đường xuống 68 sau khi vào cửa Đông Ba. Những tuyến đường thân quen và những cái công trình đang tháo gỡ tại tường thành kính thành hoàng thành Huế. Xin chào các bạn, đây thì lô đất đi các bạn bị to chứ. Đây, năm xưa thì khi đây cái cổng giống như nhà thơ hả.
ngôi nhà thờ phải kiến trúc của một cái nhà hàng mà người ta làm theo kiểu cổ, nhà rất là to luôn, chân bạn ấy đứng xuống sổ tạp. Bây giờ được đất đai đây nhiều lắm. Xuống sổ tạp mà hướng ra hướng từ thường tử á mọi người. Đó là bên tường thành đó. Có nhiều bà con cũng thích ngắm quang cảnh nội thành với khu vực tường thành đang di dời lắm kìa. Yeah. Nay mai thì cũng còn những ngôi nhà lụp sụp hay là nhà ở nằm trên đây nữa mất, còn lại bức tường thành thôi phục vụ cho giữ lại cái nét xưa là di tích tường thành của triều đại Nhân Nguyên đó. Dạ. Ừ, đây có khu hợp chờ này, chờ đây đâu đường Lê Thành Tôn xuống sổ tạm. Còn nhiều ngôi nhà xung quanh đây cạnh tường thành nhà đất đã vừa rồi trôi chạy mưa lẫn chạy ra, người ta phải lấy bao cát người ta chặn lại hết. Xong mùa mưa đi bắt đầu cào vẹt lại nặng lên và kịp thời về lạc gạch đô lên như bên cạnh ấy thì không phải tối đất tối đá nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ thấy nè, mưa xong cái là đây đường là đất, đây là khi mà những cơn mưa lớn đã quá đó chứ còn không đi ngang đây là đất bùng ngập là giống như lụt lũ lụt đó mọi người. Đó khu vực tường thành xuống sổ tạm đi qua khu vực này là nhìn qua bên kia là sau lưng của Trần Huy Liều đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà chúng ta đang đứng phía trong nội thành. Có những cái bức tường nhà người ta ở chưa tháo gỡ ra đây, con nhìn lại những cái gạch men. Đây là cửa thường tử. Vừa thăm để biết về tình hình mưa gió, vừa biết thêm những cái cảnh vật kiến thành Huế, tường thành, hệ thống bờ hồ rồi như răng. Dạ. Đó, chúng ta ra cửa thường tử. Đó, bầu trời thì lúc sám xịt lúc thì nặng lên đó, lúc này thì bao giờ ấm u lại, khả năng mưa lại đó mọi người, máy nó che mặt trời là sẽ mưa đó. Mưa như mưa kiểu như đập máy rất là khó chịu tại khu vực thành phố Tân Y. Hết đợt mưa lớn này thì đến đợt mưa lớn khác dự báo. Dạ. Thì mùa này mùa mưa thì Huế cũng liên tục đón những đợt mưa, bà con thấy. Nhưng mà năm nay là như bắt đầu tháng 11 rồi thì Huế cũng ít trải qua gặp những cơn bão như những năm trước đó. Nhưng mà đường dài còn phía trước. Dạ, còn 2 tháng nữa hết năm lần. Không biết tình hình thời tiết còn diễn biến như răng trong năm 2023. Dạ. Còn bây giờ hiện tại thì Huế vẫn đón từng đợt mưa, đợt mưa. Thì em đi để bà con biết thêm Huế cũng vui.
Rồi em xin kết thúc video nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Dạ. Khi xem bà con đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Những buổi xin chào, hẹn gặp lại mọi người.